Rồi hello tất cả mọi người nha. Đó thì hiện nay thì đội của chú Tám đã vô nè quý cô chú anh chị. Đó. Đó bây giờ là một chiếc vô rồi nè. Đó. Còn ngày mai nữa em. Ừ. Có cơm đồ ăn rồi mà mấy anh em ăn trong quá trình tìm kiếm luôn á. Có nghĩa là tấp vô, có nghĩa là tấp vô một cái chỗ nào mát mát rồi ngồi ăn ở trên đây luôn. Rồi vừa ăn rồi nghỉ ngơi, có nghĩa là ở trên sông luôn đó. Chứ không có lên trên bờ. Cái việc mà tìm kiếm rất là cực khổ luôn á. Đúng rồi, cực khổ luôn. Thật sự cái cuộc tìm kiếm này nó rất là gian nan luôn đó quý cô chú anh chị. Thậm chí cái chị gái là hai ngày trực ở tại chiếc xe là không ngủ ngơi gì được luôn đó anh. Xe của chú Tám vô. Đó, đây là thêm một chiếc nè quý cô chú anh chị. Đây còn một chiếc nữa đây. Nhìn mấy anh vẻ mặt rất là vất vả luôn với cô chú anh chị ơi. Thật sự đi từ hồi sáng tới bây giờ luôn á. Quá trời nắng nôi luôn cuộc tìm. Sao không thấy chú Tám ta? Hình như là chú Tám đi khảo sát hay gì á. À, chú Tám đi khảo sát chuẩn bị chứ không phải chú Tám. Chú Tám là đi khảo sát tình hình ở đây để mở rộng cái phạm vi tìm kiếm á. Nên là mở rộng phạm vi tìm kiếm thì chú Tám nói là ngày mai sẽ cố gắng tìm thêm một ngày nữa. Nó canh dầu kết thúc cái buổi tìm kiếm ngày hôm nay thì cũng không có kết quả gì luôn quý cô chú anh chị, cũng vẫn chưa tìm được bé Ngọc 8 tuổi. Cái niềm hy vọng càng lúc càng nhỏ lại rồi. Nếu mà mấy anh mà có tìm được thì có thể là chúng ta sẽ thấy là có một cái bọc ni lông hoặc là một cái gì đó quấn lại. Còn hiện nay thì mấy anh là chỉ đem đồ đạc lên thôi thì trước mặt của quý cô chú anh chị đây là không có nghĩa là không có tìm thấy được. Rồi, hôm nay là cũng như là còn một cái ngày bỏ công ra nhưng mà vẫn chưa tìm thấy được bé Ngọc 8 tuổi quý cô chú anh chị. Thật là sự cái hy vọng này rất là mong manh luôn quý cô chú anh chị ơi. Có thể là nếu mà ngày mai mà chú Tám tìm không được nữa là chú Tám sẽ kết thúc. Và sau đó là nếu mà có cơ duyên nữa thì mấy anh em sẽ thuê một cái chiếc ghe cào. Chiếc ghe cào đó quý cô chú chị, và sẽ cào lại cái nơi mà bé té. Cái hy vọng đó thì là cái hy vọng cuối cùng thôi. Và hiện nay thì ở phía bên kia thì anh Tý cũng đang cố gắng lặn tìm ngay cái vị trí của bé té đó quý cô chú anh chị. Thì hiện nay luôn nè, ngay lúc này thì ở bên phía bên kia thì anh Tý cũng lặn để mà tìm. Thì là do là ở bên kia thì cơ quan chức năng của người ta cũng đang gắt gao về cái việc
tập trung đông á, nên là ở bên kia là chúng em không có qua bên đó chia sẻ được, thì chúng em chỉ chia sẻ được bên đây thôi, bên phía của đội của chú Tám với của chú anh chị. Ba chiếc chín người, chú Tám thì đi khảo sát rồi, hồi trưa là chú Tám lấy xe, chú Tám đi khảo sát mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi. Đó, hiện nay là chỉ còn có 8 người thôi, đây là đội của chú, có anh cái tên gì đó, thường thường gọi trong đội là bắt giới gì đó. Đó, cái bao đó quý cô chú chị, nếu mà tìm thấy bé là sẽ dùng cái bao đó quấn lại và mang về. Đó, bây giờ là mấy anh em ship lại cho nó ngăn nắp lại quý cô chú chị. Tiếp tục thu dọn chiến trường. Xin lỗi quý cô chú anh chị nha, hôm nay em bị khan tiếng á, tại vì nói nhiều quá quý cô chú anh chị. Bây giờ là đang tháo dỡ mấy cái cục máy để mà đem lên trên xe quý cô chú anh chị. Để đây em cầm cho. Siết luôn không?
cục này nó nặng lắm quý cô chú anh chị. Nó cô chú anh chị thấy tận mắt chứng kiến mấy cô chú chị mới biết được cái sự cực khổ của những người làm thiện nguyện đi tìm kiếm một cách là nhiệt tình, nó không nản khó khăn, không ngại khó khăn để mà giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh đặc biệt giống như là bé Diễm, bé Ngọc này của cô chú anh chị. Ở video trước thì Thái cũng có nói tên bé Diễm đó, thì thật sự lúc trước Thái cũng có quay một bé ở trong cái vụ cháy quán karaoke đó, nên là Thái hơi quen miệng. Bé Diễm 16 tuổi của cô chú anh chị, nhiều khi là em nói nhanh quá thì em hơi bị lộn giữa bé Ngọc với bé Diễm, thì là quý cô chú anh chị xem và quý cô chú anh chị nói ủa cái này là bé Ngọc mà bé Diễm là ai nữa, thì Thái cũng xin lỗi quý cô chú anh chị vì Thái đã nói nhầm tên, tại vì nhiều khi Thái cũng nói nhanh quá đó thì nó hơi bị lộn với quý cô chú anh chị. Hiện nay thì chú Tấm Sang đang đi mở rộng, đi khám, đi nói chung là đi khám thính địa hình ở vòng vòng ở đây nè, để mà mở rộng cái cuộc tìm kiếm cho ngày mai. Thì ngày mai là chú Tám sẽ tiếp tục đi tìm kiếm một ngày nữa quý cô chú anh chị. Tim ơi, anh có thể chia sẻ về cái quá trình tìm kiếm anh trong ngày hôm nay được không anh? Thì mấy anh em cũng khoanh vùng diện rộng rồi, đi cũng rất là xa. Dạ. Bữa nay thì ngược lại mấy cái hướng cũ. Dạ. Nghịch lại, mỗi lần thì mình đi bên đây, thì giờ mình đi thẳng bên đây. Dạ. Xa lên. Thì nghe hồi trưa nghe chú Tám nói là sẽ cố gắng khoanh vùng mở rộng thêm nữa, là ráng cố gắng sẽ tìm trong ngày mai nữa đúng không anh? Dạ đúng rồi, mà mai thì có sư phụ thì sư phụ sẽ hướng dẫn đi tiếp. Dạ. Cái lộ trình ngày mai thì tụi em cũng chưa biết, có chỉ là sư phụ thôi. Dạ. Chỉ đạo là của sư phụ. Dạ. Yeah. Trong cái quá trình tìm kiếm thì mình có gặp nhiều cái khó khăn gì không anh? Thì khó khăn là do lục bình nhiều, rồi ha tàu ra đi nhiều á, rồi cái tầm nhìn của anh em thì cũng khá là hẹp. Dạ. Cũng không biết nói sao hơn, thì cố gắng hết sức mình thôi. Dạ. Dạ. Thì cũng chúc cho nhóm của mình được nhiều sức khỏe nha anh. Dạ dạ. Rồi, rồi okay. Cảm ơn anh Mang Tim nha. Đây thiếu người ra đây có tiền nè. Nè 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 nè
dân người ta cho gửi ở đây nè quý cô chú anh chị. Xin ra thay mặt cho gia đình bé Ngọc xin cảm ơn rất toàn thể mọi người cũng như là chú Tân Sang ha. Quá dễ luôn. Rồi tôi cấp cho khuyến mãi cho mấy anh em bên YouTube cũng như bên đoàn từ thiện của mình nha. Rồi cảm ơn. Rồi kính chúc. Dạ. Đúng là anh có tấm lòng rất là tốt luôn á. Nước anh em ơi, dạ, nước cái lại để uống thoải mái, bắp ăn thoải mái nha. Có cái anh bán bắp này là ảnh từ thiện luôn, tại gặp cái nhóm từ thiện của tụi em á, giúp đỡ cho bé Ngọc á, nên là ảnh tặng nước và tặng bắp cho mấy anh em ăn. Kính thưa quý vị, cũng không nói dấu gì quý vị, Trần Phi là một nhà ảo thuật gia cũng như là một danh sĩ. Những cái ngày mà có show thì Trần Phi đi show, còn những ngày mà không có show thì Trần Phi phải lăn lộn với chiếc xe này. Mong sao chủ yếu là mang lời ca tiếng hát đến giúp vui cho mọi người, chứ không có siết, không có ảo thuật. Những ngày có show mới ảo thuật siết ha. Dạ. Nhưng nói chung là cái xe này đi lưu động, đi khắp tỉnh nha, từ ở Sài Gòn đi dài dài xuống đây. Nhớ là đừng có khai nha. Biết rồi, dính bản quyền phải không? Dạ đúng rồi. Dạ dính rồi, biết rồi. Thì hôm nay cái kết quả hôm nay đối với cô chú anh chị thì là đã vẫn chưa tìm được nha. Thì ngày mai sẽ có một ngày nữa. Đó, ngày mai thì chú Tám sẽ tiếp tục đi tìm kiếm thêm một ngày nữa quý cô chú anh chị. Là bây giờ là chú Tám đang đi khoanh vùng để mà mở rộng tìm kiếm á. Để mà ngày mai sẽ có kế hoạch mới nữa để mà nỗ lực tìm kiếm nữa quý cô chú anh chị. Dù một tia hy vọng nhỏ nhoi thì đội của chú Tám vẫn luôn nuôi cái hy vọng này và sẽ mong cái kỳ tích nó sẽ xuất hiện. Thì hôm nay thì Hải cũng có nghe những cái người dân ở đây quý cô chú chị là có một cái ca khác, đó là cái ca hồi xưa đó, là 17 ngày tìm vẫn thấy nha. Nó thì bữa nay thì mới 12 ngày thôi, thì cũng mong là cái sự tích, cái kỳ tích nó sẽ xuất hiện quý cô chú anh chị. Thì ở đây là có một cái ca tới 17 ngày mới tìm được thi thể á. Thì Thái cũng mong là cái kỳ tích này sẽ xuất hiện, sẽ tìm được bé Ngọc này sớm hơn. Ngày mai thì tìm một ngày nữa, cũng như là ngày mai là cái ngày cuối cùng để mà tìm bé Ngọc. Nếu mà ngày mai mà cái kết quả mà như ngày hôm nay nữa thì chú Tám sẽ kết thúc nha. Chú Tám sẽ kết thúc cái quá trình tìm kiếm của quý cô chú chị ơi. Không cần quý khán giả thân thương của chúng ta có gặp xe của Trần Huy mà đi bán những khu vực nào đó, không cần quý vị ủng hộ cho Trần Huy với những tập cấp tương đương để gọi là hỗ trợ dự kiến cho tôi đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua, quý vị và các bạn đã gắn bó với những tập cấp gần bờ thân thương như thế này. Không là hôm nay là hôm cuối hay là sao các bạn ạ? Còn ngày mai nữa hả? Mong chào thật hòa đậu cho đoàn của chú Tám gặp được bé Ngọc nha. Em ra trước mấy chị được không? Rồi bây giờ thì đội của chú Tám Sang sẽ lên đường về nghỉ ngơi. Thì để mà ngày mai tiếp tục. Ngày mai là tiếp tục nữa quý cô chú anh chị. Và tụi em có đăng ký qua sở y tế hết. Được
chứng nhận cho với tiệm với bác và hãng thực phẩm. Xe của chú Tám, mấy anh em của chú Tám về nghỉ ngơi với chú anh chị. Đó thì Hải cũng xin được kết thúc cái video này, cũng như là cũng hy vọng ngày mai là ngày cuối cùng tìm bé Ngọc 8 tuổi. Thì mong rằng ngày mai sẽ kỳ tích nó sẽ xuất hiện. Đó thì Hải cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi cái buổi live này cũng như là cái clip này. Thì chúc quý cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Bây giờ thì Hải cũng xin được khép lại cái video này nha. Bye bye tất cả mọi người. Clip tiếp theo ạ.